xong luôn. Xe tống rồi. Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại kênh ô tô vlog. Các bạn chú ý phía màn hình phía bên tay trái nha. Bum, rồi một chiếc xe ngược chiều vừa bắn nước lên trên kính của xe mình. Thì đây là một lưu ý dành cho các bạn chạy xe 4 chỗ. Chiếc xe mình là xe 7 chỗ gầm cao nên nước nó không bắn lên tới được trên kính. Nhưng mà những chiếc xe 4 chỗ khi mà chạy xe những điều kiện trời mưa to và rất to như thế này thì các bạn nên chạy làn ở giữa hoặc làn ở phía bên tay phải. Vì làn phía bên tay trái này thường có những vũng nước và những chiếc xe tải hàng nặng, những chiếc xe khách khi chạy tốc độ cao và những vũng nước đó sẽ bắn nước lên kính của các bạn. Thì các bạn sẽ bị mù 1-2 giây gì đó. Thì lúc này các bạn không làm chủ được tốc độ hoặc là không giữ được khoảng cách an toàn thì rất dễ tông vào đuôi của chiếc xe đằng trước. Thì đó là một lưu ý dành cho chiếc xe 4 chỗ. Và một lưu ý nữa dành cho các bạn rằng là khi mà các bạn di chuyển trong trời mưa, thời tiết xấu như thế này thì các bạn nên bật đèn lên. Bật đèn ở đây đó là mình bật đèn cốt và bật đèn sương mù. Khi mà các bạn bật đèn pha thì có thể xe đằng trước sẽ bị chói nên không nhìn được xe máy qua đường chẳng hạn, thì cái điều này các bạn nên hạn chế và không nên bật đèn pha. Nếu trời mưa và trời mù càng hơn nữa, như các bạn thể thấy đây là gió rất mạnh và trời mưa rất là to, nên mình đã bật thêm cái đèn cảnh báo nguy hiểm để chiếc xe sau biết là xe mình đang chạy chậm để có thể giữ khoảng cách an toàn cho hợp lý. Còn không nên chạy nhanh phanh gấp trong những cái điều kiện trời mưa như thế này. Khi các bạn phanh chiếc xe của các bạn lại trong điều kiện bình thường thì lốp xe sẽ tiếp xúc với mặt đường, nhưng mà trong trường hợp này là trời mưa thì khi mà các bạn phanh chiếc xe của các bạn lại thì lốp xe sẽ tiếp xúc với một lớp nước sau đó mới đến mặt đường. Vì vậy khi các bạn phanh chiếc xe của các bạn lại, quãng đường phanh chiếc xe nó sẽ dài hơn, và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái tai nạn hiện tại bây giờ của mình. Các bạn có thể thấy bây giờ mình chạy đang rất là chậm. Hiện tại bây giờ khoảng tầm 20 km/h thôi, và tới đây chiếc xe cũng đạt trước đã đứng lại và mình đang hàm tốc độ dần. Các bạn có thể thấy chiếc xe của mình hoàn toàn chạy rất là chậm cho đến khi dừng lại, và bây giờ xe của mình đã dừng lại hoàn toàn. Các bạn có thể thấy không, xe đã dừng lại hoàn toàn và không di chuyển. Và 3, 2, 1. Rồi xong luôn. Xe tống rồi. Chạy bị gì không anh? Lui tiền đây. Ok, không sao. Sao không? Không sao thì còn chạy kỹ đi. Xin chào bạn, cái này là buổi sáng sớm và mình vừa xem xe thì ra cái vụ tai nạn ngày hôm qua là nó đã gây ra như thế này. Chiếc xe của mình hôm qua thì nó bị hốc qua điểm đó, nhưng mà mình xem không kỹ. Ở đây các bạn có thể thấy này, nó hở ra khá là to và nó gãy part, trời chết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cách mình khắc phục nó. Ok, let's go. Vậy qua video này các bạn rút ra được điều gì? Đầu tiên đó là về vấn đề dừng xe. Khi các bạn dừng xe thì các bạn nên về số mo, hay còn gọi là chữ N,
và kéo phần tay lên, tránh cái trường hợp đó là các bạn VP parking ở trên số tự động. Tại vì khi mà các bạn VP thì sẽ khóa bằng số. Lúc này nếu các bạn gặp tai nạn như mình là một chiếc xe tải húc vào đít, khả năng là bị hộp số rất là cao, và những cái mảnh vùng trong hộp số đó các bạn phải hạ máy xuống và mở máy ra để gấp và thay thế. Lúc này xe của các bạn sẽ mất giá và mất zin. Đó là trường hợp đầu tiên. Thứ hai là khi mà các bạn chạy và di chuyển trong điều kiện thời tiết trời mưa to gió lớn thì lúc này các bạn nên giữ khoảng cách an toàn thật là càng xa càng tốt. Và một điều lưu ý cho các bạn là khi mà chạy trong điều kiện trời mưa thì cái quãng đường phanh của xe các bạn sẽ dài hơn bình thường, và đó là lý do mà chiếc xe tải của anh bạn đó tông vào đít xe mình. Và những tai nạn ở trên đường như thế này thì các bạn có bảo hiểm sẽ là một lợi thế. Và khi mà các bạn muốn mua bảo hiểm thì có thể liên hệ mình. Mình có bán bảo hiểm xe máy với giá là 66.000. Bảo hiểm ô tô thì tùy dòng xe, tùy hãng xe và tùy loại xe, thì các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại trên góc màn hình để mình có thể tư vấn cụ thể hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Những video sau thì mình có thể là hướng dẫn các bạn cách khắc phục, tại vì chiếc xe của mình hiện tại nó đã bị hở ở phía cản đằng sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Và nhớ mua bảo hiểm thì alo mình nha. Xe máy 66.000. Bye.